Đạo tặc, dám rút kiếm trước mặt ta nữa sao? Một nhát chuẩn xác, liên tiếp ra đòn quyết liệt. Liễu Sinh kiếm pháp, ngươi là ai? Sao lại biết Liễu Sinh kiếm pháp của Đông Doanh? Tên chân nhắn thấp bé không biết trời cao đất dày, dám ở trước mặt Chu Gia Gia này múa Liễu Sinh kiếm pháp à? Hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi sẽ không biết tổ tông ngươi là ai. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, quay về giang hồ xuyên đi. Chờ khi ngươi học xong toàn bộ Tân Âm Lưu, đều hãy quay lại đấu với ta. Biết. Tên đạo tặc này sức cũng không tệ. Nhĩ mắt coi kìa, tiêu rồi, hình như là mấy tên tay sai đó. Vì phải làm sao? Để ta nghĩ coi. Mau kêu mọi người vào trong nhà hết đi. Mau lên, mau lên, mau đóng cửa lại, mau mau đóng cửa lại đi. Hả, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Huynh, đi kiếm vài cây côn tới đây, mau lên. Đi, đi mau. Mau, cái đệ mau trốn vào trong miếu, mau lên đi, đi mau. Mau lên, mau lên, mau lên. Đứng dậy. Mau vào trong, lẹ lên. Mau lên đi. Mau vào trong, đừng có chạy ra như vô. Mau vào trong đi. Đi. Mau, mau, mau. Đưa ta một cây côn. Nè, chụp nè. Đưa ta, mau. Ba người các huynh ở đây dẫn dụ bọn chúng nha. Chúng ta trốn vào đây đi. Lẹ. Đám nhóc chết tiệt này. Chụp lấy. Phía sau. Lên cho ta. Kêu tụi nhỏ ra đây hết đi. Được, tất cả ra đây hết đi. Mau lên, mau lên, ra lên, mau lên, mau. Ê.
Chúng ta mau đi thôi. Ừ, đi. Ừ, đi. Hồi sáng tới Ngô phủ rồi à? Đã tới rồi. Tình hình thế nào? Không có nhìn thấy bọn nhỏ. Giao rồi mà không nhìn thấy gì sao? Nhưng mà tôi có một phát hiện rất quan trọng. Phát hiện ra chuyện gì? Phát hiện kẻ bắt cóc bọn chúng lần trước chính là Ngô lão gia. Làm sao nhìn thấy được? Lúc đó chúng ta bị trói, lại bị trùm miếng vải đen ở trên đầu nữa. Kẻ bắt cóc chúng ta dáng dốc ra sao? Hắn đưa chúng ta đi tới chỗ nào? Hoàn toàn đều không biết được. Trói chúng ta là sư gia của Ngô lão gia. Võ công của ông ta vô cùng lợi hại. Tôi căn bản không phải là đối thủ của ông ấy. Sư gia của Ngô lão gia. Nộp tiền, nộp tiền. Mau lên, mau lên. Mau lên đi. Dạ, dạ, dạ. Nộp tiền vô. Mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Tranh thủ đi. Dạ. Đi mau. Nộp tiền, nộp tiền. Ê, đi chung đó. Nè. Nộp tiền, nộp tiền. Đi mau, đi mau. Đi mau lên đi. Có theo kịp chưa vậy? Mau đi. Nối đuôi nhau. Nè, bám theo. Đi. Nhị mau, phía trước là đâu vậy? Cụ thể thì ta cũng không rõ. Phía trước toàn là núi. Đây gọi là băng qua núi này tới núi nọ. Nếu trên núi không có đường thì phải làm sao? Yên tâm đi. Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liễu rủ qua cười lại gặp làng. Tăng tốc lên đi. Đi. Được, được, được. Gắn lên. Đi. Mau lên. Bám theo. Qua bên đó coi đi. Có nhìn thấy hai người đó không? Sao vậy hả? Bọn chúng rất có thể là người của Đông Doanh. Làm sao mà huynh biết? Trước đó khi ta ở Linh Ứng Tự đã chạm mặt bọn chúng. Bọn chúng rất có thể đã lần theo dấu vết người của Thiên Địa Hội tới đây. Đi. Đi tìm giao điêu khác tới cho ta trước. Dạ. Chỗ A Mã có tin tức gì chưa? À, người phái đi kinh thành vẫn chưa về. Bối Lạc gia, ngài nói nhổ bỏ cái đinh do Dương gia để lại, liệu Dương gia có giận không? Nhảm nhí. Dĩ nhiên là không vui rồi. Nè, đã tìm thấy bà bếp chưa? À, chưa tìm thấy. Chỗ này rất khó tìm được bà bếp ra trò. À, hay là để tiểu nhân tự tay phục vụ cho ngài nha. Ngươi. À, Ngô phủ. Chú sư gia. Có chuyện gì? Không biết chú sư gia vẫn còn nhớ trước đó chúng ta đã từng hẹn không? Ờ, vì đại hiệp này nghiêm túc như vậy. Được rồi, đợi ta sắp xếp xong rồi sẽ báo cho cậu biết. Sư gia, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nuốt lời như vậy được chứ? Hơn nữa còn có trại chủ Mã Tiểu Hổ làm chứng. Đừng lấy mã tặc ra để dọa ta. Sư gia ta không sợ trò này. Nếu như cậu biết điều thì mau rời khỏi, để tránh gây rắc rối cho bản thân mình. Đừng trách ta không nhắc nhở cậu. Ông đừng có lấy chuyện này ra để hù dọa ta. Ta không có sợ đâu.
Ta chỉ muốn nhờ sư gia dẫn kiến giúp cho ta. Nếu như ông cảm thấy mình không có đủ khả năng, ta sẽ tự nghĩ cách khác vậy. Ta có khả năng hay không, không cần cậu phải bận tâm. Trong lòng ta tự hiểu. Hiểu được thì tốt. Cáo từ.